Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Sau đây là một số thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng ngày 25 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề Việt Nam-Nhật Bản nâng cao tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển. Lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam lần thứ 6 vinh danh các công trình giải pháp sáng tạo khoa học, nhiều công trình đã để lại dấu ấn góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương sẽ không dựa vào số ca mắc và tỷ lệ được tiêm vaccine. Hiện thế giới, tình hình dịch vẫn phức tạp và có thể xuất hiện làn sóng mới với các biến chủng mới. Tỷ lệ thất nghiệp ở nước Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 52 năm qua. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay 25 tháng 11, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề Việt Nam-Nhật Bản nâng cao tầm quan hệ, hợp tác cùng phát triển. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, tỉnh, thành phố và đông đảo doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng cho rằng với dân số gần 100 triệu dân, đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam là thị trường hấp dẫn các nhà đầu tư. Thời gian qua, do dịch COVID-19 bùng phát lây lan nguy hiểm khi chưa đủ điều kiện và giải pháp hữu hiệu, Việt Nam đã phải dùng biện pháp hành chính để phòng chống dịch. Nay, Việt Nam đã chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Chỉ sau hơn một tháng thực hiện chiến lược này, nền kinh tế Việt Nam đã khởi sắc. Việt Nam sẽ mở cửa dần dần kinh tế, các đường bay để hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường mới. Thủ tướng cảm ơn sự tin tưởng và những nỗ lực của các đối tác Nhật Bản góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nhật Bản như hiện nay, trong đó có các thành tựu trong hợp tác kinh tế, mong muốn tiếp tục đóng góp cùng chính phủ hai nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Tiếp, tập đoàn SMBC, doanh nghiệp đã đóng góp 1 triệu đô la Mỹ cho phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng tập đoàn và VP Bank đã hoàn tất thành công thương vụ đầu tư vào FE Credit vào cuối tháng 10 vừa qua và tin tưởng sự góp mặt của SMBC thông qua công ty tài chính và tiêu dùng SMBC sẽ là nhân tố mới, đóng góp vào sự tăng trưởng thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. Thủ tướng cho biết, chính phủ Việt Nam hoan nghênh sự có mặt của các nhà đầu tư uy tín dày dạn kinh nghiệm như tập đoàn SMBC, mong muốn tập đoàn sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Trên tinh thần chuẩn bị từ sớm từ xa, ngày 25 và 26 tháng 11 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực một số ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ ngành trung ương để xem xét về 5 vấn đề cấp bách dự kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội. Cụ thể gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của một số luật, luật đầu tư công theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật hải quan, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thi hành án dân sự. Dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, đề án xây dựng cơ sở chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ kịp thời triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là những nội dung có tính cấp bách, đột xuất, rất quan trọng cho quốc kế dân sinh, nhưng cũng là vấn đề khó, phức tạp, cần tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng, xem xét thấu đáo, bảo đảm chất lượng nội dung 5 vấn đề nêu trên. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, Quốc hội sẽ chỉ xem xét tối đa 5 vấn đề mà không nhất thiết phải làm cho đủ nếu các vấn đề này có chất lượng chuẩn bị không đảm bảo yêu cầu và không bổ sung thêm các nội dung khác. Trên tinh thần đó, lãnh đạo Quốc hội nghe cho ý kiến cụ thể từng vấn đề để xem xét về quy trình thủ tục, xem xét tác động từng chính sách để chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục hoàn thiện. Nếu đủ điều kiện sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, trình Quốc hội quyết định
tại kỳ họp bất thường dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2021 hoặc đầu tháng 1 năm 2022. Vào chiều ngày hôm nay, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam. Bước sang năm thứ 6, sách vàng sáng tạo Việt Nam đã vinh danh các công trình, giải pháp, sáng tạo khoa học. Nhiều công trình đã để lại dấu ấn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Năm nay, sách vàng sáng tạo Việt Nam công bố và giới thiệu 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ, được tuyển chọn từ 151 công trình do các bộ, ban ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề xuất. Đây là những công trình tiêu biểu, có giá trị ứng dụng trong hoạt động thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc biệt, có những sáng tạo khởi nguồn từ những người trực tiếp lao động sản xuất nhằm thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Đặc biệt, sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021 lần đầu tiên đã vinh danh 6 công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu thuộc lĩnh vực xã hội, nhân văn, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tư tưởng của Đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam lần thứ 6 năm 2021 nhằm tiếp tục ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống, nhất là lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, của đội ngũ tri thức và các nhà khoa học. Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương sẽ không dựa vào số ca mắc và tỷ lệ được tiêm vaccine. Hiện trên thế giới, tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp và có thể xuất hiện làn sóng mới với các biến chủng mới. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước sau 5 lần tăng giá liên tiếp. Các tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương sẽ không dựa vào số ca mắc và tỷ lệ được tiêm vaccine. Hiện trên thế giới, tình hình dịch vẫn phức tạp và có thể xuất hiện làn sóng mới với các biến chủng mới. Thông tin này được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị COVID-19 diễn ra vào sáng ngày hôm nay với sự tham gia của hơn 700 điểm cầu tại 63 tỉnh thành phố. Đại diện thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân nặng, quản lý, điều trị F0 tại nhà và thu dung F0 tại y tế cơ sở. Trong đó nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân gây tử vong trong giai đoạn đầu là do bệnh nền, quá tải tại tuyến cơ sở. Để đáp ứng với diễn biến của dịch, Bộ Y tế đã liên tục cập nhật và thay đổi phác đồ điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhiều loại thuốc như kháng virus, kháng viêm và phương pháp điều trị COVID-19. Đặc biệt là xây dựng 3 gói thuốc điều trị tại nhà cho F0 được sử dụng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã góp phần giảm áp lực cho y tế cơ sở. Trong đó thuốc Monopiravir được sử dụng thí điểm gần 250.000 liều, kết quả âm tính sau 5 ngày từ 72% đến 93%, giảm được tỷ lệ tử vong khoảng 50% so với nhóm không sử dụng Monopiravir. Và cái số mà được cấp tiếp cận với thuốc là rất là cao và uống thuốc đầy đủ 5 ngày cũng rất cao. Là sức an toàn chỉ có 6,8% là có tác dụng phụ thôi. Hiện tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 2,1%, tương đương với thế giới. Để có được kết quả này có sự đóng góp, nỗ lực của ngành y tế và cụ thể là chiến lược thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir. Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế khẳng định khi Việt Nam trở về tình trạng thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn, hiệu quả dịch COVID-19 thì việc đánh giá cấp độ dịch sẽ có sự thay đổi như không căn cứ vào số ca mắc và tỷ lệ tiêm. Đối với cả những cái trường hợp mà nhiễm mắc ở trên 100.000 dân trong vòng một tuần là cái chỉ tiêu số 1 đó, thì báo cáo các đồng chí là chúng ta cũng không coi cái đó là quan trọng, bởi vì là hiện giờ thì chúng ta đang khuyến khích người dân tự phát hiện và báo cáo với cả cơ sở đơn vị y tế. Khi có triệu chứng thì đến các cơ sở y tế để được tiếp cận. Cho nên là cái xu hướng của chúng ta thì sẽ tập trung vào cái việc đánh giá về cái tỷ lệ bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân trở nặng và bệnh nhân tử vong. Bộ Y tế nhận định số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng gia tăng ở nhiều.
liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Các nhà chuyên môn, nhà khoa học nhận định Việt Nam phải hết sức cảnh giác, không được lơ là, phải sẵn sàng ứng phó với đợt dịch thứ năm. Ngày 25 tháng 11, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Bạch Mai về việc tăng cường cấp cứu điều trị các trường hợp sự cố tiêm chủng vaccine. Bộ Y tế cho biết ngày 24 tháng 11, Bộ nhận được báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa về sự cố tiêm chủng xảy ra tại huyện Nông Cống. 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng sau tiêm và đến nay đã có 3 công nhân tử vong, 2 người đang cấp cứu. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phối hợp tập trung mọi nguồn lực theo dõi sức khỏe, cấp cứu, điều trị cho các trường hợp gặp sự cố tiêm chủng. Trong quá trình theo dõi, cấp cứu, điều trị, nếu có khó khăn, đề nghị báo cáo khẩn về Bộ Y tế để nhận được hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tự kiểm tra, đánh giá, rà soát, khắc phục các nguy cơ chưa an toàn. Nếu không đạt thì tạm đình chỉ để bổ sung, chấn chỉnh. Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai khẩn trương cử đội cấp cứu gồm bác sĩ, điều dưỡng hồi sức tích cực, chi viện cho Sở Y tế Thanh Hóa để kịp thời cấp cứu người bệnh. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ cho quỹ với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng và 180.000 đô la Mỹ. Tính đến nay, thì Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đã huy động được 8.796 tỷ đồng. Chi từ quỹ là 7.597 tỷ đồng để mua và hỗ trợ nghiên cứu vaccine. Có 566.139 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào quỹ. Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 kỳ vọng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tập thể cá nhân trong và ngoài nước để góp phần giúp đất nước chiến thắng đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng và sử dụng nguồn nhân lực, ngày 25 tháng 11 đã diễn ra chương trình kết nối trực tuyến 6 tỉnh, thành phố để hỗ trợ việc làm cho người lao động. Theo dự báo, quý 4 năm 2021, thị trường lao động đã xuất hiện nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực khi hầu hết các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. Đây là tín hiệu đáng mừng cho quá trình phục hồi kinh tế xã hội. Tại phiên việc làm này, hơn 10.000 vị trí tuyển dụng đã được đăng tuyển. Mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu một tháng dành cho lao động chưa có tay nghề, các sinh viên mới ra trường. Mức 10 triệu đồng một tháng dành cho những chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao vào các vị trí kinh doanh, quản lý, giám sát. Đặc biệt là trong cái dịp thời gian tới này, thì các cái nhu cầu tuyển dụng cũng tập trung vào các cái hoạt động phục hồi sản xuất, rồi các cái hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng cho các cái kỳ nghỉ, các cái hoạt động trong cái dịp cuối năm và các cái hoạt động các cái ngày dịp lễ Tết, ví dụ như là Noel sắp tới hay là Tết Dương lịch hay là nữa là Tết Nguyên đán. Việc tổ chức kết nối trực tuyến 6 tỉnh thành được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả tốt khi điều tiết được cung cầu lao động giữa các vùng miền, giúp người lao động không phải đi lại và tăng cơ hội tìm kiếm việc. Thị trường bất động sản đang gặp phải nhiều trở ngại về mặt pháp lý và đổi mới thể chế là cách để thị trường này có thể phát triển lành mạnh. Đó chính là những ý kiến chỉ đạo của các chuyên gia đại diện hiệp hội và doanh nghiệp trong hội thảo tháo gỡ khó khăn để phục hồi thị trường bất động sản được tổ chức vào ngày hôm nay tại Hà Nội. Theo các chuyên gia đại diện các doanh nghiệp, hiện nay thị trường bất động sản gặp phải rất nhiều vướng mắc do liên quan đến nhiều luật như luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đầu tư, v.v. Chưa kể một loạt các văn bản dưới luật như các nghị định, thông tư hướng dẫn. Với một hệ thống dày đặc các khung khổ pháp lý như vậy, vô tình có thể tạo ra xung đột giữa các luật, tạo ra khó khăn cho doanh nghiệp, các dự án và ảnh hưởng tới thị trường. Luật đất đai bây giờ ấy thì từ cái chuyện là thẩm quyền cho đến cái việc mà bồi thường, cho đến cái việc là giải tỏa, rồi đến những cái liên quan đến các luật khác ấy, thì phải nói rằng là động đến cái gì cũng vướng mắc cái đấy. Cái thứ nhất là chúng ta phải nhận diện được đang vướng mắc cái gì. Thì tôi cho rằng cái đề xuất bây giờ, kể cả là một luật sửa nhiều luật của Quốc hội, vẫn chưa giải quyết được hết vấn đề. Cái thứ hai là chúng ta giải quyết thế nào mới là quan trọng. Một số địa phương thì phát triển thị trường bất động sản rất tốt, rất đúng hướng. Tuy nhiên thì lại có rất nhiều các cái địa phương khác lại xảy ra rất nhiều các cái vi phạm. Thì đây rõ ràng là một cái mà chúng ta cũng sẽ phải hoàn thiện trong cái quản lý về đất đai và quản lý về bất động sản để giúp cho cái thị trường bất động sản nó có thể phát triển một cách lành mạnh. Cũng theo các đại biểu tham dự hội thảo, trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển, rất cần phải có những cơ chế để xây dựng một cơ sở dữ liệu chi tiết cho các thành viên tham gia để bảo đảm thị trường bất động sản phát triển lành mạnh. Nếu mà nhà nước có một cái cơ chế rõ ràng hơn trong việc là các cơ quan quản lý nhà nước có thể hợp tác hoặc có thể chia sẻ các cái cơ sở dữ liệu đó cho người dân, cho doanh nghiệp để
cùng nhau làm minh bạch hóa cái thị trường bất động sản thì đương nhiên thì đấy là một cái điều rất là tốt. Khung khổ pháp lý là thay đổi căn bản nhất, từ đó dẫn tới việc phải có sự đổi mới về mặt thể chế để hạn chế các méo mó hiện nay của thị trường như sốt đất ảo, những vi phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, sự xuất hiện của các loại hình bất động sản mới, v.v. Theo các chuyên gia, bối cảnh dịch bệnh càng trở thành sức ép để Việt Nam tích cực đổi mới, để hoàn thiện và giúp cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn. Thưa quý vị, theo điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính thì các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ngày hôm nay đã giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước sau 5 lần tăng giá liên tiếp. Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5 RON 92 giảm 750 đồng, còn 22.910 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 1.090 đồng, còn 23.900 đồng một lít. Các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 330 đồng, còn 18.380 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 440 đồng một lít, còn 17.190 đồng. Dầu ma rút tối đa 16.470 đồng một kg, tương đương mức giảm 350 đồng. Như vậy, sau 5 lần tăng giá liên tiếp, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã có chu kỳ giảm đầu tiên, theo đà đi xuống của giá thế giới. Hơn một tháng kể từ ngày Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn bình thường mới, đường phố đã dần đông đúc trở lại. Tuy nhiên thì nhiều người đi đường đã không khỏi lo sợ khi cùng lúc cũng xuất hiện hiểm họa giao thông từ những chiếc xe tải, nhất là xe tải hạng nặng lưu thông vào nội đô trong khung giờ cấm. Việc xử lý các phương tiện này cần chế tài xử phạt nặng và nghiêm minh để đảm bảo an toàn cho người dân. Từ 21 giờ, nhiều tốp xe tải xe ben hạng nặng lại nối đuôi nhau, chạy với tốc độ cao trên đường Trường Chinh, đoạn qua khu công nghiệp Tân Bình vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đang trong khung giờ cấm xe tải vào nội đô, thế nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp quy định pháp luật, phóng nhanh vượt ẩu gây bất an cho người dân khu vực cũng như người đi đường. Rất nguy hiểm bởi vì là cái giờ nó là 10 thường nó 10 giờ nó vô thường xuyên xảy ra cái tai nạn, nó đi quá nhanh cho nên bà con không có tránh được. Nhiều tuyến đường khác như Võ Văn Kiệt quận 5, Điện Biên Phủ quận 3, Bình Thạnh cũng tái diễn tình trạng xe tải, xe ben đi vào đường cấm, giờ cấm. Dù biết vi phạm luật giao thông, thế nhưng các tài xế vẫn tranh thủ đạp ga để sớm vào nội đô vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng trước khung giờ được phép lưu thông. Mình thấy người ta đi, mình mới đi, nhưng mà tại vì mình đi hơi nhanh hơn người ta chút xíu cho nên là chỉ 2 phút mà thấy bao nhiêu chiếc xe đều chạy. Mình sai thì mình phải chịu thôi, cũng không đến nỗi nó chỉ có 2 phút. Dù cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, thế nhưng tình trạng xe quá tải hoạt động trong giờ cấm vẫn tái diễn ở nhiều nơi. Đáng nói các trường hợp vi phạm này chỉ cách thời gian được phép lưu thông ở khung giờ 22 giờ đêm trở đi chỉ từ 10 đến 30 phút. Mức xử phạt hành vi này là bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng, ngoài ra tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Mình vi phạm là lưu thông vào tuyến đường Võ Văn Kiệt trong cái khung giờ cấm nha. Đối với xe tải nặng trên 2 tấn rưỡi, mình xe mình là có tải trọng là 8.300 kg. Thì sau 22 giờ tối, sau 22 giờ đêm nó được vào khu vực nội đô thành phố. Đây mình vào trong cái khung giờ cấm thì mình bị xử lý cái lỗi là đi vào khu vực cấm nha. Nhằm lập lại trật tự giao thông, đảm bảo thông suốt cho các phương tiện khi đường phố ở Thành phố Hồ Chí Minh sôi động trở lại sau dịch, lực lượng cảnh sát giao thông mở cao điểm xử lý đối với các xe tải lưu thông vào giờ cấm, đường cấm. Vừa để góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội, vừa đảm bảo an toàn cho người đi đường, nhất là trong thời điểm cuối năm cận kề. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục C03 cho biết, cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng sinh năm 1976, ngụ tại quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, là tổng giám đốc của Thủ Đức House. Ngoài vị trí là CEO của Thủ Đức House, thì ông Hoàng còn giữ nhiều chức vụ quan trọng khác tại một số công ty bất động sản và là gương mặt doanh nhân trẻ điển hình của Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư và kinh doanh địa ốc, thực hiện các dự án xây dựng khu nhà ở, chung cư, chợ, kinh doanh xăng dầu, khách sạn, nhà hàng. Hiện Cục C03 Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng để điều tra vụ án. Thưa quý vị, được cấp đất từ năm 1985, thế nhưng mà sau đó bị lấn chiếm trái phép. Một gia đình đã phải trải qua hơn 35 năm tranh chấp khiếu kiện qua nhiều cấp, thế nhưng mà vụ việc thì vẫn chỉ nằm trên bàn giấy của các cấp, các ngành. Công lý vẫn chưa hề được thực thi. Đây chỉ là một trong những vụ kiện về đất đai kéo dài hàng chục năm ở Đắk Nông mà nguyên nhân chính là từ sai phạm của cơ quan chức năng. Vụ việc gây bức xúc nhiều năm trong dư luận và gây tốn kém, mất niềm tin trong nhân dân. Phản ánh của phóng viên truyền hình Thông Tấn.
thiết vườn trồng tiêu, cà phê. Năm 1994, khu đất bị 5 người khác ngang nhiên lấn chiếm bất hợp pháp. Năm 1996, ông Trần Việt Hà đến lấn chiếm một phần diện tích khoảng 150m², 5m chiều ngang, sau đó bán lại cho bà Đinh Thị Hồng. Phần đất này hiện còn tranh chấp cho đến nay. Từ năm 1996 đến nay, đã hơn 35 năm bị mất đất, gia đình ông Tới đã khiếu kiện nhiều nơi, nhiều cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết. Tháng 4 năm 2021, lần đầu tiên vụ kiện được đưa ra tòa án xét xử và Tòa án Nhân dân huyện Đắk Rơ Lấp đã tuyên bác bỏ đơn khiếu kiện của gia đình ông Tới. Tôi rất coi như là phẫn nộ. Trong tay của ông Hà là không hề có một mảnh giấy nào, không hề có một chứng cứ nào để chứng minh rằng miếng đất đấy là của ông Hà. Trong khi tôi có đầy đủ là đơn xin cấp đất và có những nhân chứng cụ thể đã từng sống ở trên xã Nhân Cơ là chứng minh rằng tôi đã xin đất và gọi là vườn từ những năm 1986 tới năm 95 mà coi như là tòa lại bác bỏ. Không đồng ý với phán quyết của tòa, vợ chồng ông Tới lại tiếp tục khiếu nại, tiếp tục gõ cửa nhiều nơi, nhiều cấp để tìm công lý. Theo các nhân chứng, thì đây là khu đất thuộc sở hữu của gia đình ông Tới, nhưng đã bị lấn chiếm, tranh chấp, khiếu kiện kéo dài trong suốt hơn 35 năm. Chính quyền địa phương lúc bấy giờ cố tình không giải quyết để kéo dài, gây khó khăn, mệt mỏi, tốn kém, mất niềm tin của nhân dân. Quan điểm của tôi về cái vụ việc này, thì trước hết thì nói về cấp xã, qua các thời kỳ thì cơ bản là các đồng chí cũng chưa làm hết vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Đấy, có cái vấn đề gì đấy ở đằng sau lưng thì tôi không biết. Nhưng mà nếu mà làm mà thấu tình đạt lý cho đúng ra thì cái vụ việc này giải quyết xong từ cái năm 97-98 chứ không phải tới bây giờ. Các luật sư cũng nhìn nhận phán quyết của Tòa án Nhân dân huyện Đắk Đờ Lấp là vô căn cứ, cố tình làm sai lệch các tình tiết của vụ kiện khiến cho gia đình ông Tới bị mất đất. Dù đã có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, phần đất mà bà Đinh Thị Hồng nhận chuyển nhượng từ ông Hà là trái quy định pháp luật. Theo tôi, bản án này là phải bị hủy bởi vì thiếu người có liên quan. Cụ thể ở đây là Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ. Bởi vì Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ đã có cái bút phê chuyển cho Ủy ban Nhân huyện Đắk Rấp để xem xét giải quyết việc cấp đất cho ông Hà. Còn việc đề xuất mà cấp đất cho của Ủy ban xã Nhân Cơ cho ông Hà là sai. Sai thẩm quyền. Việc giao đất của Ủy ban Nhân xã là sai thẩm quyền, đúng không? Phê duyệt là sai thẩm quyền thì đề nghị thu hồi cái giấy lại và giải quyết theo cái hồ sơ của ông Tới và vừa có hồ sơ như vậy, căn cứ vào cái hồ sơ giấy tờ đó và đo thực trạng. Nếu đúng vậy thì trả đất cho họ. Được biết, ngày 3 tháng 12 tới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của gia đình ông Tới. Liệu rằng gia đình ông Tới có tìm được công lý và lấy lại phần đất bị mất sau hơn 35 năm, khiếu kiện, mệt mỏi, tốn kém? Một nghiên cứu mới cho thấy, người tái nhiễm COVID-19 có tỷ lệ nhập viện hoặc tử vong thấp hơn 90% so với những ca nhiễm đầu tiên. Trong nghiên cứu trên, rất hiếm ca tái nhiễm được xác nhận. Trong số hơn 350.000 người từng mắc COVID-19 tại Qatar, và những ca tái nhiễm này thường có các triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ được thực hiện ở Qatar, chưa rõ liệu virus có phản ứng tương tự như vậy ở các nơi khác trên thế giới hay không. Hơn nữa, nghiên cứu được tiến hành khi các biến thể alpha và beta là nguyên nhân chủ yếu gây ra các ca tái nhiễm, trong khi không có số liệu về Delta, vốn là biến thể chủ đạo hiện nay và có thể tác động đến số ca tái nhiễm.